Hi chào anh em, chào mừng em quay trở lại với Tokyo Camera. Trong những video lần trước mình đã hướng dẫn cho anh em cách làm sao để có thể cài game lên trên con kính Oculus Quest 2 này. Và nếu như mà anh em chưa xem video đó thì em có thể click vào video mình để ở góc bên phải phía trên để có thể theo dõi và thực hiện theo anh em nhé. Trong clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em một cái cách nho nhỏ làm sao để có thể connect điện thoại với cả cái kính này và làm sao để có thể quay phim màn hình lại cái kính này anh em nhé. Lần đầu tiên với con kính, lần đầu tiên anh em active lên nó sẽ có một cái mật khẩu anh em ạ. Và khi mà anh em mở kính lên, anh em chỉ cần ấn vào trong cái phần device này và anh em tìm kính là nó sẽ tự động hiện lên cái tên kính của anh em, và connect qua đây thì nó sẽ có một cái dòng mật khẩu để anh em nhập vào. Thì đấy, thực hiện theo cái cách đầu tiên nó đã rất là đơn giản rồi anh em nhé. Nhưng mà nếu như mà chúng ta đã lỡ mua lại một cái kính này, hay là cái kính này đã lỡ connect sang một cái điện thoại khác và anh em sẽ không thể truy cập được vào để lấy được cái mã số ở trên con kính này nữa, lúc này thì anh em sẽ phải thực hiện lại, tức là anh em sẽ phải factory reset lại con kính này, recover lại thành một con kính mới toanh luôn. Ok, thì để làm sao để có thể recover được con kính này cũng rất là đơn giản mà thôi, anh em hãy thực hiện theo mình nhé. Bước đầu tiên, anh em hãy tắt nguồn con kính này đi, hãy chuyển nó về chế độ tắt nguồn. Sau đó anh em hãy giúp mình nhấn giữ nút nguồn và nút giảm âm lượng. Ok, nhấn giữ nút nguồn và nút giảm âm lượng. Ok, máy đã lên rồi và nó sẽ hiện ở trong này một cái chế độ, đấy chính là USB update mode. Chúng ta sẽ sử dụng nút tăng và giảm âm lượng để có thể di chuyển cái lựa chọn của chúng ta lên hoặc xuống. Thì anh em hãy giúp mình ấn cái nút giảm âm lượng xuống, chỉ xuống cái phần factory reset đấy, nhớ là factory reset anh em nhé. Sau đó để mà lựa chọn nó đây thì anh em hãy ấn vào nút nguồn. Ok, anh em hãy ấn vào nút nguồn, tức là nó sẽ lựa chọn vào trong cái phần factory reset đó. Bây giờ máy sẽ hỏi chúng ta là yes or no, thì anh em hãy di chuyển cái nút tăng giảm âm lượng này làm sao để chuyển sang cái phần yes, và anh em ấn vào nút nguồn một lần nữa, như vậy là xong đấy. Lúc này thì máy sẽ tiến hành thực hiện factory reset. Và sau khi factory reset xong thì lúc này con kính của em là một con kính mới. Và anh em lưu ý rằng là trước khi mà anh em thực hiện thao tác này thì anh em hãy copy hết tất cả các dữ liệu từ con kính này ra ngoài máy tính trước anh em nhé, hay là copy ra bất kỳ đâu đi chăng nữa, để chúng ta đỡ bị mất dữ liệu của con kính này. Đấy là một cái lưu ý rất là quan trọng cho anh em đấy. Và sau khi mà chúng ta factory reset xong thì bây giờ con kính chúng ta nó đã là một con kính mới rồi. Và bây giờ anh em chỉ cần bật lên, đi kèm với đó đấy chính là anh em hãy bật Bluetooth ở trên điện thoại lên và bật cả kết nối Wi-Fi nữa. Sau đấy thì anh em hãy vào app Oculus và anh em tiến hành tìm kính. Lúc này thì kính nó đã hiện lên đây chúng ta là cái mã ở trên màn hình rồi, và anh em có thể nhập vào trong thiết bị điện thoại của chúng ta. Và lúc này thì con kính ta đã có thể connect được với điện thoại rồi. Rất là đơn giản phải không nào? Ok, đấy là cái bước đầu tiên để anh em thực hiện kết nối điện thoại với kính khi mà anh em đã quên mất mật khẩu. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng sang tới cái thao tác thứ hai, đấy chính là làm sao để có thể kết nối điện thoại với kính và quay phim màn hình lại cái con kính này. Ok, bây giờ mình sẽ connect cái con kính này với cả điện thoại anh em nhé. Đầu tiên mình sẽ tiến hành bật nguồn lên này. Sau khi mà mình thoát con kính này ra này, mình ở màn hình chính này, mình ấn vào app Oculus. Rồi, tiếp theo mình hãy vào phần menu ở góc bên phải phía dưới, mình hãy ấn vào phần device ở bên trên này này, đấy mình ấn vào phần device ở đây. Rồi, lúc này thì mình hãy nhìn vào bên góc bên phải phía trên, chúng ta có thể thấy có cái biểu tượng cái kính và dấu cộng ấy. Đấy, anh em ấn vào đấy giúp mình. Lúc này thì nó sẽ bắt đầu tìm kiếm anh em nhá. Đấy, nó bắt đầu tìm kiếm. Đó, nó đã tìm kiếm được con kính của chúng ta rồi. Thì lúc này anh em chỉ cần kết nối vào thôi, bắt đầu là nó sẽ tự thực hiện thao tác kết nối vào. Đấy, và như vậy là đã xong. Thì để mà quay phim màn hình lại thì rất là đơn giản mà thôi. Mình sẽ vuốt từ trên xuống và mình chọn vào phần quay phim màn hình ở trên iPhone của chúng ta. Như vậy chúng ta đã có thể quay phim lại màn hình rồi. Bây giờ chúng ta có thể thực hiện bất kỳ thao tác gì và mọi cái thước phim màn hình đó nó sẽ tự động lưu lại vào trong cái điện thoại iPhone của anh em. Nếu mà trên Android thì nếu như mà mình nhớ không nhầm, chúng ta cũng có các cái trình quay phim màn hình, anh em có thể thực hiện theo anh em nhé. Và như vậy là mình đã hướng dẫn xong anh em cách làm sao để có thể kết nối kính với điện thoại khi mà em đã quên mật khẩu, và làm sao để có thể quay màn hình lại cái con kính này. Nếu như mà em cảm thấy video hay và hữu ích, đừng quên cho Tokyo Camera xin một like và một sub. Và đừng quên nhấn nút chuông để không bỏ lỡ những cái tip mới của Tokyo Camera anh em nhé. Còn bây giờ thì bye.